Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, bầu được 3 đại biểu Quốc hội, 8 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, 35 đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã, 463 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an ninh, an toàn, tiết kiệm, yêu cầu phòng chống dịch. Thực sự là ngày hội của toàn dân với tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất từ trước đến nay, 99,96%, cao hơn tỷ lệ bình quân toàn tỉnh. Chủ động, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và hoàn thành toàn diện mục tiêu kép. Cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân đã chủ động sáng tạo, nhanh chóng khống chế, kiểm soát tình hình dịch bệnh COVID-19 trong đợt 3 và đợt 4 trực tiếp ảnh hưởng đến thị xã. Chủ động tích cực và thực hiện tốt công tác tiêm phòng mũi 1 và mũi 2 an toàn, chuẩn bị tốt các điều kiện tiêm mũi bổ sung. Bước đầu triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết số 128 của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn thị xã đạt trên 25.005 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 13,6%, cơ cấu các ngành kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực, nông lâm nghiệp và thủy sản 7%, công nghiệp và xây dựng 65,6%, dịch vụ thương mại 27,4%. Tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 6.030 đô la Mỹ, tăng 14,8% so với năm 2020. Hoàn thành mục tiêu tự chủ ngân sách, điều hành thu chi ngân sách linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, với tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 2.263 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 1.094 tỷ đồng, tăng 67% dự toán tỉnh giao, tăng 12% dự toán thị xã giao. Thực hiện chi đạt 1.399 tỷ đồng, tăng 17% dự toán tỉnh giao, bằng 96% so với dự toán thị xã giao. Chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 đạt 100% kế hoạch vốn. Tiếp tục là địa phương dẫn đầu tỉnh và cả nước trong xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tiếp tục được cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và các lực lượng xã hội tích cực hưởng ứng tham gia. Kết thúc năm 2021, toàn thị xã có 7 trên 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Hoàn thiện tiêu chí xây dựng các xã trở thành phường đối với xã Bình Dương, Thủy An, Bình Khê, Yên Đức thuộc thị xã Đông Triều với 4 tiêu chuẩn, 17 chỉ tiêu cơ bản đã theo quy định. Thị xã cơ bản hoàn thiện 5 tiêu chuẩn và các nhóm tiêu chuẩn thành lập thành phố Đông Triều trực thuộc tỉnh Quảng Ninh trong năm 2022. Lần đầu tiên, thị xã dẫn đầu toàn tỉnh chỉ số cải cách hành chính PA Index và chỉ số hiệu quả quản trị cấp huyện DCI. Xếp thứ hai, hai chỉ số hài lòng của người dân tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính, CPAP và chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin ICT. Dẫn đầu toàn tỉnh tỷ lệ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng, dịch vụ công mức độ 3-4/75%, tăng 14,86% so với cùng kỳ năm 2020. Thị xã tích cực triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, thành lập mới 166 doanh nghiệp, đạt 110,7% chỉ tiêu kế hoạch giao. Thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư triển khai các dự án công trình, chuẩn bị đầu tư 39 dự án công trình với tổng số vốn sử dụng ngoài ngân sách là 2.620,1 tỷ đồng. Trong đó có dự án sân golf Đông Triều tại xã An Sinh với tổng mức đầu tư 1.277 tỷ đồng do công ty cổ phần sân golf Siêu Pháp làm chủ đầu tư đã khởi công giai đoạn 1, đã triển khai thi công 6 dự án với số vốn đầu tư 647,97 tỷ đồng. Tích cực triển khai giải phóng mặt bằng dự án đường ven sông kết nối từ đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng, đoạn từ đường tỉnh 338 đến thị xã Đông Triều giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư 9.400 tỷ đồng. Khánh thành chùa Thượng Ngọa Vân và hoàn thành tôn tạo một số di tích thuộc khu di tích quốc gia đặc biệt Nhà Trần với tổng kinh phí thực hiện dự án gần 40 tỷ đồng do Quỹ Thiện Tâm Tập đoàn Vingroup công đức. Giáo dục phát triển khá, chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên, chất lượng mũi nhọn đứng trong top đầu của tỉnh. Hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu về giáo dục ở các cấp học, giữ vững 79 trên 82 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 96,3%. Tỷ lệ học sinh xếp loại học lực khá giỏi đạt 71,5%. Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 97,87%. Có một cá nhân đạt giải nhất toàn quốc cuộc thi Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2021
và nhiều giải cao tại các kỳ thi, cuộc thi cấp quốc gia. Đầu tư 36 tỷ đồng tu sửa và xây mới các phòng học, phòng chức năng cho 13 trường. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Toàn thị xã giảm 154 hộ cận nghèo, đạt 154% so với kế hoạch. Tỷ lệ hộ cận nghèo giảm còn 0,52%. Hộ nghèo còn một hộ thuộc diện bảo trợ xã hội theo tiêu chí cũ. Giải quyết việc làm cho 2.550 lao động, hỗ trợ giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho trên 400 doanh nghiệp với trên 10.000 lao động, tổng số tiền trên 913 triệu đồng. Sự nghiệp y tế từ thị xã đến cơ sở được nâng lên rõ rệt. Thị xã quan tâm đầu tư ngành y tế, tiếp tục tập trung tối đa nhân lực, tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Hoàn thiện xây mới 2 trạm y tế và nâng cấp 7 trạm y tế với tổng vốn đầu tư 14 tỷ đồng. Toàn thị xã khám chữa bệnh cho trên 262.000 lượt bệnh nhân, đảm bảo an toàn, không có tai biến trong điều trị. Tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế với tỷ lệ ước đạt 99,5%.